Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở một tài khoản của Google để các bạn có thể đi vào YouTube hoặc là có địa chỉ email mới. Nếu mà các bạn có Gmail rồi thì lúc này các bạn sẽ bỏ vào cho. Còn nếu không thì tạo một cái mới như bây giờ mình hướng dẫn nha. Mình cho cái tên của bạn. Tiếp theo, ở trong đây mình ghi tên là Orchid. Còn họ của bạn là gì? Tiếp theo ấn cái tiếp tục. Bây giờ nó cho những yêu cầu những cái thông tin cơ bản của mình. Ví dụ như đây là tháng của tháng, ngày tháng năm sinh, đây tháng này, ngày. Tiếp theo là năm. Cái này mình cho đại thôi. Còn nếu các bạn cũng thể cho được, nhưng mà người ta Google nó cũng giữ thôi, bảo mật cái thông tin cho bạn. Cái này bạn khai là giống như female là nữ, male là nam. Mình không muốn nói thì mình read not say. Bây giờ địa chỉ email thì có, nó có cho mình lựa chọn sẵn vài cái. Nhưng nếu mình không thích, mình chọn cái phần dưới cùng, tức là tạo một cái địa chỉ email khác. Bây giờ mình cho những cái tên địa chỉ email mà mình muốn bỏ vào. Nhưng mà sau khi mình ấn tiếp tục, cái màu xanh xanh là ấn tiếp tục á, là có thể là cái địa chỉ email này nó có người có rồi, nó không cho mình nữa. Đó, trong trường hợp này nó hiện lên đỏ, nó nói là cái tên này đã có người sử dụng rồi, bây giờ thử cái khác đi. Thường thường địa chỉ email thì bạn có thể cho những cái gì mình thích đưa vào. Nhưng nếu mà các bạn không muốn thử tới thử lui như mình á, thì có thể bạn theo cái đề nghị của nó có trên đó, nó có hai địa chỉ, nó đề nghị mình có thể chọn một trong hai cái. Giống như phần trên á. Nếu mà chọn cái đó là coi như không phải thử này nữa. Tại vì địa chỉ đó là có thể được. Mình thử thêm một lần nữa. Nó vẫn nói không được. Nó kêu cái này thì ngắn quá. Địa chỉ email phải từ 6 đến 30 ký tự. Mình cho thêm vào. Nó cũng kêu là cái này là có rồi luôn. Ồ, nếu làm cái này thì được. Bây giờ mình cho cái mật khẩu của mình vào. Cái đầu tiên là bỏ mật khẩu. Cái hàng thứ sau nó nói là mình lặp lại giống như vậy để cho biết chắc là phải trùng với nhau. Bây giờ nó nói mình đánh mật khẩu vào theo ý mình thôi. Mật khẩu thì vừa nên có vừa chữ và vừa theo con số, để cho nó khó nhận biết, khó ăn cắp được. Đánh một lần mật khẩu, thêm một lần nữa. Bây giờ nó hỏi là mình có muốn cho số điện thoại không, để trong trường hợp mà mình có bị quên cái mật khẩu thì nó có thể nó hướng dẫn mình. Trong trường hợp này mình kêu mình không cần. Cái này mình không cần thì mình chọn cái phần là skip, tức là bỏ qua. Cái muốn tùy các bạn, nếu mà bạn muốn bỏ thêm số điện thoại thì trường hợp mình quên cái mật khẩu nó thể cho mình biết. Tiếp theo là bắt mình cái những cái điều kiện của nó quy định trong mở tài khoản email thì phải như thế nào đó. Các bạn phải tuân theo nó những điều kiện như vậy. Ấn đồng ý và ấn tiếp tục. Giờ cái này của mình, cái địa chỉ email của mình là blfamily1234@gmail.com là được rồi. Bây giờ đã tạo được xong. Các bạn như vậy đã hoàn tất. Ví dụ mình dùng cái này, mình ký, mình bắt đầu vào trong YouTube. Các bạn có thể nhìn thấy phía dưới sign in to YouTube. Cảm ơn các bạn thử làm đi nhé.
rồi sẽ có thể sẽ subscribe, tức là đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.